Làm gì đấy anh ơi? Đi bắt ong à? Thế nào mà nay đâu mà lại leo tận đây mà gì này? Anh lên đây anh làm những cái món ăn của hồi xưa, là những cái thời ngày xưa mà những cái món ăn đấy nó nuôi anh lớn mà trải qua cái khó khăn của tuổi thơ của anh. Đến bây giờ là mình cũng có được ăn miếng ngon miếng ngọt rồi, thì mình sẽ nhớ lại những cái miếng ăn ngày xưa nó nuôi mình khổ lớn. Nên anh sẽ làm thổi những món cơm của ngày xưa, nghĩa là quân đội tái hiện lại đúng không? Tái hiện lại tuổi thơ của anh cái... nó gắn bó với cái thời kỳ mà ăn độn đúng không? Đúng không? 545 nè. Còn 545 thì ông sẽ để. Độn thì bây giờ giờ đấy thì chỗ anh ăn độn gì anh nhỉ? Anh ở anh độn ngô, độn sắn, còn hầm ngô không. Vậy thì hôm nay anh cho anh em ăn món độn gì đây? Anh làm món ngô độn. Ngô độn này. Ngô độn đây là cuốn độn của quê anh ngày xưa. Đây là cuốn mây à? Cuốn mây đó. Vâng, chắc trong số anh em đang xem đây chắc cũng mình tin là cũng rất nhiều người mà không phải trải qua những cái thời kỳ khó khăn, kinh tế nó khó khăn nên cái nghe câu ăn độn nghe chắc cũng chỉ nghe kể thôi. Vậy thì hôm nay anh em cùng xem bác sản sẽ tái hiện lại cái nồi cơm ăn độn cái thời kỳ khó khăn kinh tế nó như thế nào nhé. Video này. Cái này là mình đang làm gì đây anh? Anh làm mấy hòn đá, anh chạy hòn đá được kê để thổi cơm. Đây à? Thế con đâu nhỏ thôi. Thế là tí nữa ăn cái cơm độn em bây giờ có khi ăn nạm miệng lại ngon lại. Như ngày giờ hồi trước anh ăn cơm kinh lắm, cơm độn này anh chỉ thích ăn cái cháy thôi. Ăn nó xít rồi nó khó ăn, nhưng mà không có nó thì không có đến ngày hôm nay em. Thì cái món ăn ngày xưa giờ nó nhớ lại nó quý giá. Anh vo gạo để ông đóng bếp nhá. Đây anh em cùng xem một nồi cơm độn mới lại ngô. Bây giờ là anh mình đang vo gạo à? Vo gạo và vo cả ngô. Vo gạo với ngô. Anh đang cũng kháng không làm gì mà đâu biết à? Ta thấy nó đâu? Làm kiếm củi. Tiếp. Sản có năm ngô đây. Cơm độn ngày xưa làm gì có gạo chả năm ngô. Trước ăn chủ yếu là ăn độn mà. Ngày xưa ăn độn mà. Tại vì cái cơm đồng mối gạo không người ta gọi là cơm dậy anh nhỉ. Tưa về nhà phải địa chủ điều kiện lắm mới được ăn cơm mới đấy. mới có gì mới có cơm trắng, nghĩa là cơm dậy đấy. Anh ngày trước anh ăn củ hống chứ ăn cái loại này nó xít mà ăn kinh lắm. Nhưng mà đây ăn độn ngô là vẫn chưa phải là khổ nhất đâu anh ạ, mà cái đỉnh của nó phải là độn sắn mới là đúng. Ngô khoái củi sắn đấy. Vâng. Mà còn nếu mà sâu xa hơn nữa là không được ăn gạo này đâu, mà là trước các cụ ăn là cái ngô khống hâm không đấy. Trước là cái gạo mì anh, mà trước ừ. Kiểu như là vẫn còn hợp kiểu kinh tế kiểu hợp tác xã đấy, là cứ đi lĩnh bò bò đấy. Đúng rồi. Thế còn đây là vẫn là thời kỳ sau rồi. Ngô nó hút nước lại cho sườn nước đi. Còn ông cắp cơm như thường à? Nó cho nhiều nước hơn. Thế à, bình thường là cắm cơm là cho cơm ngập đủ nước ra. Ngập đủ ra. Thế nát bếp rồi. Thế ăn cơm độn này cho các anh ăn cơm tôi ăn cháy rồi được. Cuốn này ông bảo ông thích ăn cháy thì chỉ còn ăn cháy đó. Đây vững vào, đây vững vào. Đây đây được cái nó tiện có củi sắn này, có cơm ngon. Có cơm củi là ngon nữa. Ở trên núi này mát lắm anh em ạ. Cây cối nó tản tầm bóng ra dưới này, mình anh mình làm dưới bóng của những tán cây này mát lắm.
Ngoài trời vẫn đang nắng rất to. Hôm nay là bao nhiêu độ anh nhỉ? 40 độ. 40 độ. Không, hơi đỉnh với hơn 40 độ. Không phải tầm vào từ giờ đấy là giữa trưa rồi còn bố. Thế mới có 10 giờ làm gì. Giữa trưa rồi. Tùy nhiệt độ này nó cũng không thể đo chính xác được là bao nhiêu. Tại vì nhiệt độ trên núi là nó mát hơn. Nhiệt độ trên núi thì gì làm gì đấy. Mà anh đo đến đó nên đặt đến mai tối thì nó phải lên 50 độ. Ô, vừa nãy ở nhà rồi. Ô, ở nhà bò lên đấy mới sợ. Cháy người. Nó bể cái củi nhỏ nhé ta đi anh. Cơm lộn đó, nhà món cơm lộn ngày xưa đấy. Đấy sùi ra đây à? Ừ. Giống giống cam lợn. Ngay trước còn nấu cam lợn toàn thế này kìa. Đây anh em xem cái nồi cơm của cái thời kinh tế nó khó khăn nó như thế này đây. Đây là độn ngô ấy. Độn ngô là đây, ngô này đập dập rồi. Chứ còn một hình thức độn ngô nữa là ngô để nguyên hạt. Thấy chưa? Bỏng rồi. Ok chưa? Để vào cho chín cơm nha. Chưa ghế qua để... Ôm củi đi, ôm củi. Ôm nửa. Ôm nửa đi. Để nửa xưa ra xưa nữa, đừng tắt ôm nửa. Chín chưa? Đã chín rồi, đây là chín rồi. Lúc nào thấy ăn cơm ngô thì thử. Ghế đi, ghế. Mời tất cả anh em nha. Ghế thử nào. Ăn nó cái kiểu gì? Chứ nếu mà chưa chín thì mình đánh lên, đánh tơi lên. Ghế rồi, ghế trong... Cơm thì chín rồi. Ủ than. Ngô thì vẫn còn hơi chưa chín. Thế thì đánh tơi lên. Đó. Ừ, đấy. Mà ủ thêm một lúc nữa à? Cá mới là ngày xưa ăn cái này là ngon này cơ. Giống cam luôn anh. Thì hôm nay là anh mình tái hiện lại cái bữa cơm của cái thời kỳ kinh tế nó khó khăn. Anh chả vất vả không có anh chả nhớ. Cái này là nó rất là đáng quý đúng không? Bây giờ thế này là quý lắm đúng không? Mà thấy anh em bây giờ mà được thưởng thức là cũng quý chứ. Là mình biết được cái trong mình trước nó như thế nào. Ngày xưa các cụ thổi sống ăn sống 9 ăn 9. Mình giờ sống ăn sống 9 ăn 9. Đó là ngày xưa đâu, phải ngày xưa hẳn. Ok chưa? Từ anh ơi, cứ để cho nó chín đi anh. Thế còn củi đâu? Hay mình còn chờ một tí nhá. Chín là lâu thế mày đun được bữa cơm của mày ăn nghỉ mệt quá. Chín rồi, chín rồi. Chín rồi vẫn thổi. Mời ra xem. Ủa, ghế. Mùi ngô. Thơm phức. Cơm mùi ngô. Nghe háo hức nhỉ, thế này cho ăn độ tuần anh nhỉ. Xem nó có lúc đấy thì người mô theo có thơm nữa. Ăn gạo không tuần là nhất gì. Đấy, các anh giờ sướng anh thế mà anh cho một cơm. Thôi, có khi cùng anh mình cùng mời anh em ra thưởng thức cái tái hiện lại cái bữa cơm hồi xưa cái anh nhỉ. Cho khăn bắt cho cái ghế này khăn. Đây. Nồi cơm. Nó hưởng thêm lấy tí muối trắng cho tí mỡ nước vào. Thế là cái này mới ăn không hay là thế nào anh? Ngày trước nhà anh đi hay ăn cái này mới tí muối trắng đảo vào lên mỡ. À tức là muối mỡ rồi đúng không? Đó, muối mỡ. Và ăn chanh nhau rồi chú ạ. À, như muối mỡ em thấy ăn ngon rồi. Đây đi ra đây. Ra đây. Được chưa? Đấy, mỡ không? Mỡ để đâu rồi? Mỡ để cái bát này. Vậy thì mời anh em cùng thưởng thức với anh em mình nhé. Mỡ này, nhìn nữa. Đây này, mỡ lợn này đúng không? Mỡ lợn. Đấy, cho tí muối mới chính vào đấy. Làm... Muối trắng là. Đây mỡ lợn. Có nhiều muối không? Cái này mua. Đó, ăn một tia, ăn một tia. Đấy thì tí là hết thôi em ơi. Mì chính à? Ngày xưa có mì chính à? Ừ, trời vẫn có mì chính hôm nay là có. Ngày xưa có hẳn nếm làm gì có mì chính anh? Không có mì chính đâu. Bỏ mì chính đi. Phải, ngày xưa làm gì có ấy, có muối hạt nếm cơ mà. À chính ngon. Nhưng mà anh ăn vẫn có mì chính. Ừ. Có mì chính.
Đi cho tí vào, đi cho tí ra. Ngày trước là 19 Ajinomoto. Anh phải bảo đúng là không có ăn là của xưa người ta bình luận là người ta nói nhỉ. Không, có. Được chưa? Muối trắng không thì có giã này đi nắm cơm đi rừng nữa. Đó. Còn muối mỡ là nếu đúng ra thì là không có 19 đâu, 19 thì là càng ngon. Chắc chắn sẽ ngon rồi. Thả vàng ươm. Dạ. Này ăn món cơm vàng ươm rồi. Nè. Đào vào đây. Không, để bát này ai ăn đi lấy cái này. Có cái đũa anh lấy một cái đôi đũa nữa cho nó gì anh ơi. Đấy đúng rồi. Chẩm anh đớm cơm ấy. Đấy, thì đây, chú ăn có chú. Rồi, sẽ em mời bác chú cơm cao tuổi. Em đâm cơm ở nhà em. Không, bác lại đâm ít không được. Không, đâm cháy. Tôi ăn tạm miếng cháy. Tao ăn cháy. Đâu đứa. Ăn cơm đi, ăn cháy, cho tất cháy, ăn cháy. Thôi, đang nghĩ là tất cả đều ăn cơm đi. Đúng rồi, ăn cơm đi, ăn cơm tất, không ăn được. Tốt để bác lại khốn. Giờ tái hiện cho anh em xem, giờ kén thế đi. Ăn xấu. Ôi khốn này. Có nghĩa là anh ăn khổ nhiều rồi anh biết. Khoan đã, từ từ. Để bác sản bác đơm cho đúng cái kiểu đơm hồi xưa xem nào. Đã tái hiện và đúng như mấy ông một đũa thế kia là không được. Đúng không? Nếu đúng hồi xưa là hàm phải đắp đầy đấy. Cái kia là cầm đắp đầy mà. Trước là hai cái đũa cái kìa. Đấy, đắp đầy thêm tí nữa đi. Ăn cho nó tẹp bố đi. Ngon thế này. Thơm quá. Thơm phức. Nhìn là muốn ăn rồi, nhìn hấp dẫn quá. Bây giờ nhìn như xôi ý nhỉ. Chứ rồi các cụ hồi xưa cũng sướng ấy chứ, đúng không? Anh em ngô ngô. Cái này là phải để ở đây cho anh em cùng nhìn à. Hả? Anh em cùng quay lại. Đây là mỡ lợn là mì chính và muối trắng. Đây mình đảo lên cho nó đều đã. Rồi. Rắc vào ăn. Thế này rắc vào à? Đấy, mời tất cả anh em nha. Mình sẽ ăn là mình sẽ nói cái cảm nhận của mình. Và chia sẻ đến tất cả mọi người. Chắc ở đây cũng nhiều người xem video. Chắc cũng nhiều người chưa ăn cái món này đâu. Mời anh em nha. Phải công nhận là các cụ ngày xưa khổ thật. Bà cứ giờ đang ăn trướng rồi. Quay lại xem này bà cứ. Như anh ăn khổ rồi anh quên rồi. Ăn không cam lợn à? Không mùi cam. Đấy, mới biết nuôi được các anh đến tâm này không đơn giản đâu. Mới mà ngày xưa có được nhiều cơm thế này không? Có nhiều ngô hơn đó. Nhiều ngô hơn ạ. Không cam lợn quá. Muối mới này là, anh cơm này muối mới nó béo lắm. Thú ăn nó hết bát. Đây là một bên mới này, không biết à. Xít. Con khác. Chắc rằng hôm nay hôm nấy mà các cụ khổ những người này bảo ngon hết các người nạ miệng. Cánh nó ăn tuần nhé, có ăn không? Chả có gì nào ngoài. Đúng cái kiểu là mọi người nó vất vả khổ ạ. Được như ăn cơm như thế này là thứ lắm rồi. Nó không có gì giảm này. Nó như có gì ăn nữa thì đi về ăn cơm mua đột. Này, ná rồi. Ăn sản bảo ăn cả cỏ mà. Ngày trước ăn khổ ạ. Ngày cả trước anh bé à, anh thổi cơm anh toàn khét cháy anh ăn. Anh giả cả bác ạ. Anh nghĩ phải có bó dầu. Hả? Ừ. Anh nhé phải có bó dầu rồi. Đấy mình quay lại cái tình trạng ngày xưa ăn cơm khổ thôi. Còn nếu mà ở nhà thì có à, rau. Nạn đói là muốn làm mà. Ăn mắc cả khổ rồi à. Nếu mà để quay lại những năm 45 thì không có mà ăn đâu anh ạ. Nghĩ đâu được. Thế lại không là đói. Đây chỉ là ăn khổ chứ không phải là đói. Đói là muốn nhắm thì cả đất nước khổ mà. Ừ. Ngày xưa em phải bảo các cụ ăn sướng có phải khổ không? Đúng. Ai có mới được ăn hơi đúng không? Đúng rồi. Đấy, thôi các cụ còn khổ các bạn ơi. Đói nghĩa là không có gì mà ăn. Còn đây chỉ là ăn khổ thôi. Anh 82, anh 82 mà anh nói với chú như 82 là bọn anh đã khổ như thế này rồi, các cụ còn khổ hơn nữa nhỉ. À. Mà ăn làm gì được nhiều, có cơm trắng nhiều này, vài hạt thôi, có toàn ngô. Đấy rồi, quả gì làm thức ăn nhỉ.
Em thấy là ngày xưa khối người ăn cái này xong giờ làm giám đốc ấy. Có làm giám đốc bình thường. Đúng không? Đấy. Khổ miệng ấy gọi khổ miệng hay cay. Ăn khổ là mới nhớ hết ngày xưa. Giờ khóa trẻ trẻ toàn đi làm nhân viên rồi. Một con nước quá. Nên cho bọn chú không quen ăn ăn này hai bữa không ăn được. Không được. Vẫn nào được bền được. Không được. Anh ăn nhiều đấy nhưng giờ anh cảm tưởng nuốt còn thít là ăn được. Cơm này nó khó nuốt. Không, mình phải sống như thế này để cảm nhận được cái. Đấy, anh cả thấy anh bảo Nam là như thế nào? Anh ghi video này để cho các chú nhớ tuổi xưa của anh ấy. Là anh nó cái mụn nước. Tuổi xưa của anh là gắn liền với hôm nay là hứa với các bạn là mình vẫn cố ăn 1 đến 2 bát, có thể là 3 bát đấy. Ăn phải như kiểu ăn chanh của các cụ ngày xưa, chanh mượn chanh nước. Không có phải uống nước không? À, chanh mượn chanh nước, tôi đi ra được uống nước, uống nước chết đỏ em. Hướng nó, hướng nó tung, hướng tung cái nhà. Hướng nó tung cái nhà. Thôi xin thôi. Con nuốt quá. Đấy, thế mình thấy ngày xưa anh được sướng là thế. Đây ra. Bắt cổ họng là. Ôi dồi. Cuốn đấy, mày cũng bày cháy để ăn ạ. Chả có cháy. Thằng này à? Không cho ăn cháy. Cháy mình. Nhưng đúng là ngày xưa anh ăn khổ thật, nhưng mà giờ đúng là mình đang quen ăn cơm trắng, nuốt này khó nuốt thật. Chẳng qua mình ăn đây mình nhớ lại cái tuổi của mình rồi. Cái thời mình nó khổ. Chứ gì cái món ăn quán thời làm buôn lắm. Thế ra thấy giờ tuổi trẻ Nam miệng ăn khỏe lắm. Anh ăn đi, gớm anh từ đấy rồi anh chả hết được miếng. Tôi xin chào anh em nhé. Tôi là ngày xưa khổ thật nhưng mà giờ sướng lúc quen ăn cái này khó nuốt hơn giờ. Xin chào anh em nhé. Để chẳng qua mình làm cái món ăn này là mình nhớ được cái tuổi thơ ngày xưa để đập lại. Gắng rồi gắng. Anh ngon mà. Rồi vậy thì vừa rồi anh em vừa xem ngày bữa cơm của cái thời kinh tế khó khăn hồi trước nhé. Anh Hằng không ăn, anh Hằng ăn hết bên này đi. Có anh ăn hết, anh ngúp nước lại. Đấy bây giờ tuổi thơ chào anh em, hẹn anh em ở video tiếp theo nhé. Ăn đi. Ăn khổ hơn. Chít chào và hẹn gặp lại anh em nhé. Ủng hộ kênh món ăn hoang dã nào. Uống đi. Ngon nào.